nằm trong mùng suy nghĩ hoài cũng chẳng thành công. Thôi thì bước ra làm việc nhà cho nó xong. Hôm nay mình dậy sớm và bắt đầu đi làm để kiếm tiền xoay sở trong cuộc sống hai cha con mình. Tuy mình không trọn vẹn một mái ấm gia đình hạnh phúc như người ta, nhưng mình sẽ chăm chỉ lo cho con mình được thật nhiều hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Mình cũng chẳng mong có nhà lầu xe hơi, nhưng mình chỉ mong hai cha con mình có thật nhiều sức khỏe để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế mình cần sự giúp đỡ của mọi người bằng một trái tim nhân ái. Mình không có sự lựa chọn khi đặt niềm tin lên chính mình, khi mất đi một người thứ ba, đó chính là mẹ của thằng bé. Dạ Quỳnh Trung xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Vừa rồi thì quý cô chú anh chị mình cũng xem qua một cái đoạn mở đầu. Thì chắc hẳn là quý cô chú anh chị mình nhìn hình ảnh này cũng biết là ai rồi ạ. Một TikToker rất là nổi tiếng ở thành phố Gạch Giá, Kiên Giang. Và hôm nay thì cũng như là một cái cơ duyên anh em đến đây để chia sẻ cái hoàn cảnh của cha con của anh Danh Hoàng. Một TikToker vì sao lại có một cái cuộc sống cơ cực như vậy, và cái câu chuyện ở đằng sau nó còn nói chung là hy vọng là sẽ truyền tải đến được quý cô chú anh chị mình. Em chào anh Danh Hoàng nha. Chào anh. Thì chắc là anh em mình sẽ vô trong nhà để trò chuyện, tại vì ở ngoài này thì nó chặt quá. Thì hiện tại trên tay của Quỳnh Trung đang cầm một cái sản phẩm bột ngải đen, bột ngải chống độc của Thiện Tính Bảo. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình thời gian vừa qua đã yêu thương ủng hộ sản phẩm. Đây là một cái thảo dược giúp cho cô chú anh chị mình rất là nhiều trong những cái căn bệnh mà chuyên về xương khớp rồi nãy kia của chú anh chị. Thì bây giờ em xin phép anh Danh Hoàng ha, để mở vô trong cái căn nhà. Đây là cái nơi mà kêu bằng sản xuất ra những cái video mà triệu view đó. Nhưng mà cái cuộc sống của Danh Hoàng á, của chú anh chị thì hôm nay thì mấy anh em vô thì chia sẻ, hy vọng là sẽ được cô chú anh chị mình đón nhận. Em mời anh Hoàng nha. Dạ, chú nhà. Dạ. Dạ Quỳnh Trung xin được phép mến chào với cô chú anh chị. Thì hôm nay Quỳnh Trung cùng với lại anh Hồng Ca cháu Mr. Nhật đang có mặt tại khu nhà trọ của anh Danh Hoàng. Thì đầu video thì mấy anh em có giới thiệu cho cô chú anh chị mình biết rồi. Hoàn cảnh thì thật sự thì hôm nay đến đây á, gặp trực tiếp anh ở bên ngoài thì thấy là cái hoàn cảnh hai cha con thật sự thì rất là xót của chú anh chị. Tuy rằng thì những cái video, những cái đoạn clip ở trên mạng, trên TikTok của anh thì đã nhận được rất là nhiều tình thương từ phía quý của chú anh chị mình rồi đó. Vì chính vì vậy thì mấy hôm nay mấy anh em cũng thu xếp công việc để đến đây ghi hình về cái hoàn cảnh của hai cha con anh Danh Hoàng. Thì trước đây thì anh Danh Hoàng đã có liên hệ với lại bên kênh YouTube Quỳnh Trung Vlog một lần rồi. Nhưng mà thời điểm lúc đó là chắc là do làm nhà của anh Việt 4 ngày 4 đêm đó của chú anh chị. Cho nên thì nhiều cái số điện thoại gọi quá, cho nên là nó trôi cái số của anh Hoàng luôn. Đó thì mãi cho đến ngày hôm nay mới có dịp anh em để đến đây được gặp cha con của anh Hoàng. Dạ thì ba anh em của em chào anh Hoàng nha. Xin chào. Chắc là dạ. Xin chào ba anh. Chắc là gung hả? Gung. Dạ. Bình thường thấy lên mạng là bán đồ thấy cũng tự tin mà. Đó là mình tự ngồi ơn mình nói ơn mình. Bữa nay hơi ngại ha. Hơi ngại, bữa nay cũng hơi luôn. Dạ. Có nghĩa là trước giờ thì ảnh tự là hai cha con ở trong cái căn trọ thế này nè cô chú anh chị để chia sẻ cho cô chú anh chị biết thôi. Mà hôm nay thì ảnh mới được là ngồi trực tiếp đây rồi để anh em trò chuyện lại với nhau. Anh Hoàng ơi, cho phép tụi em hỏi thì anh Hoàng năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi anh Hoàng? Năm nay 34 tuổi. 34 tuổi. Ôi còn trẻ quá vậy. Thấy gì già đó. Dạ, thấy gì già đó hả? Mới có 34 tuổi mà già rồi. Già chức tuổi. Dạ. Thì hồi nãy giờ tụi em vô trước thì tụi em cũng có hỏi sơ về cái hoàn cảnh anh rồi thì chắc là có nhiều cô chú anh chị mình còn chưa biết hết về cái hoàn cảnh của cha con của anh Danh Hoàng đây. Trước hết là cho tụi em hỏi là con của anh Hoàng thì năm nay cháu được bao nhiêu tuổi rồi anh? Tết nay nó 2 tuổi. Tết nay là tròn 2 tuổi. Tết nay tròn 2 tuổi. Dạ. Vậy thì anh Hoàng có thể chia sẻ cho bà con mình biết là hiện tại là mẹ của bé là hiện tại đang ở đâu anh? Hiện tại mẹ của bé đang ở nhà mẹ ruột. Đang ở nhà mẹ ruột. Ý mà... là mình chia tay nhau hay sao? Lúc đó cũng như là đi làm hộ rồi không đủ khả năng để nuôi con riêng của người ta đó.
rồi cho nên mới bỏ đi. Nuôi con riêng là sao anh? Anh có thể là kể đầu đuôi để cô chú ông bà mình có thể hiểu rõ hơn anh Hoàng ha? Cũng như là bên vợ đó nó hai đứa chồng, bốn đứa con. Trời đất ơi, là vợ anh đó hả? Dạ. Rồi mình thấy vậy mình vô cái mình mình thấy cũng như là không có chồng đó. Mình vô mình ở xong rồi được thời gian được đứa này. Đứa này thời gian được 10 tháng xong rồi bỏ đi đâu được 2 tháng thì nó có bầu nữa. Vậy là trong khi thằng cu tí này nó được 2 tháng là chị bỏ chị đi. Không, thằng này được 10 tháng là bỏ đi. 10 tháng bỏ đi. Nhưng mà lúc đó là chị có nói với anh là chị đi đâu hay là cuộc sống này sao không mà có hai mặt con mà bỏ đi anh? Không nói tiếng nào. Lúc trước cũng nói chung là nó đòi đi về bển hoài à. Cái không cho đi cũng như là làm không đủ ăn á. Một tuần như làm đâu có dư giả gì đâu. Rồi tuần nào cũng đi cũng như đi thăm con ta đó. Rồi mỗi lần đi cũng phải một số tiền. Nên không có đủ rồi mới cũng hơi không cho đi. Cho đi thì sao mà đi làm buổi trưa dễ rồi đi mất tiêu rồi. Mà sao lúc đó anh biết chị có hai đời chồng rồi thêm tặng bốn người con mà anh lại dám can đảm để mà mình vô mình nuôi con người ta vậy anh? Thấy cũng hoàn cảnh cũng hơi khó vì không có ai nuôi con á. Rồi mình mới thấy vậy mình cũng thương rồi thấy mình cũng như là mình muốn giúp đỡ cũng như là tiếp nuôi á. Tiếp nuôi con. Nhưng mà lúc đó anh là trai tăng mà. Lúc đó thì nói chung trước đó cũng có một đời vợ rồi. À là anh cũng có một đời vợ gia đình rồi. Thì vợ trước của anh là có con chưa? Có con, có hai đứa. Anh cũng có hai đứa con. Hai đứa con. Mà bên vợ nuôi. Dạ, bên vợ nuôi. Chị thì nếu mà tổng cộng lại là anh với chị luôn là tới 8 đứa con. 8 người con. 8 người con. Trời ơi. Riêng chị á. Riêng. Là 4 đứa rồi. Riêng chị là 4 đứa. Chị là 4 đứa. Dạ, anh nữa. 2 đứa. Anh 2 đứa. 6 đứa. Dạ, với con vợ trước của anh nữa là vợ trước là bên vợ người ta nuôi. Nhưng mà ý em nói là tổng cộng là hai người mà kết hợp với nhau là 8 người con rồi. Không biết là cô chú anh chị mình có nhận thấy không á, là ở chỗ anh Hoàng á, trên TikTok mình nói anh Hoàng là thật sự là một TikToker rất là có duyên ở trên TikTok, là được cô chú anh chị mình đón nhận rất là nhiều. Đón nhiều cô chú anh chị mình thương ảnh á, là thương cái cách mà mộc mạc nè, rồi chân thật nè, rồi cuộc sống của hai cha con. Mà hai cha con anh là ở trọ không hả anh Hoàng? Ở trọ, đó giờ ở trọ. Vậy là chừng mấy năm qua là hai vợ chồng hai cha con anh ở trọ không? Đúng rồi, ở trọ. Rồi thường ngày anh đi làm rồi ai giữ thằng cu tí? Lúc trước đi làm hồ thì gửi trẻ. Gửi trẻ. Gửi trẻ gì thì có tốn tiền không anh Hoàng? Ngày 50. Một ngày 50 ngàn. Rồi còn tiền gì nữa không anh? Tiền sữa với tả là đó mình của mình. Một ngày cũng tính 70-80 ngàn. Cái này mình mua mình gửi theo cho cô. Đúng rồi. Thời tiền nói chung là đi mặn tiền ăn tiền uống này kia cũng không có dư giả gì nhiêu. Nhưng mà em hỏi này, hiện tại là cái công việc chính của anh Hoàng là mình làm cái gì? Hiện tại bây giờ bán hàng trên TikTok. Bán hàng trên TikTok ha. Thu nhập có được ổn định không anh? Thu nhập nói chung nếu mà có đơn một ngày hai đơn thì cũng được 100 mấy. Nhưng mà không có đơn thì cái tiền liên kết với tiền hoa hồng ấy cũng mấy chục ngàn à. Mà sao anh bén duyên được với lại TikTok mà hay vậy? Lúc đó tình cờ đi làm rồi vút thấy kênh của ông kia. Cái tên anh tên gì á? Gãy trong vườn Lê Thanh An. Trong vườn Lê Thanh An. Rồi thấy anh cũng nói chuyện hay này kia, mình bắt chước theo. Bắt chước theo. Anh nghe điện thoại đi không sao đâu. Nhiều khi khách hàng gọi ra anh cứ nghe điện thoại thoải mái đi không sao đâu. Alo. Ở bên xe hả? Rồi chút qua rồi. Có nghĩa là khách gọi lấy hàng hả sao anh ha? Lấy hàng ở bên xe. Anh cứ nghe điện thoại thoải mái nha, tại vì tụi em ghi hình ở đây nhưng mà cái công việc của anh á thì tụi em vẫn tôn trọng. Anh cứ nghe điện thoại, anh mua bán bình thường. Thật sự thì thấy cuộc sống của hai cha con á, cô chú anh chị rất là khó khăn. Tuy nhiên á thì với anh á thì một cái cách lạc quan
Mà tụi em xin được phép hỏi thiệt là vợ anh đi như vậy á, thì có gửi tiền chu cấp hoặc là có về thăm con của anh không? Không, không có gửi tiền cũng không có về thăm luôn. Rồi là bỏ đứt luôn hả? Bỏ đứt luôn. Dạ. Trời ơi, thật tại sự là bà ngoại làm giấy cũng như là cắt đứt luôn á, ủa là sao anh? Giống như giấy cắt tờ đứt luôn quan hệ luôn á. À, là bà ngoại là mẹ vợ của anh á hả? Kêu là làm giấy là cắt đứt quan quan bển làm á, ở bển làm là có nghĩa là không không chấp cho, nhận bên đây nữa, không không chấp nhận anh, không chấp nhận này nữa, nói chung là cắt đứt luôn á, cắt đứt trời đất ơi. quan hệ luôn. Ý là thằng cu này nó sẽ không có bên ngoài. Không. Nhưng mà cái câu chuyện nãy giờ chắc cô chú chị chưa hiểu là anh Nhân Hoàng về ở với chị là có hai bé, mình ở đây mình thấy một bé, nó sẽ còn một cái câu chuyện mà làm cô chú chị bất ngờ hơn nữa. Dạ đúng anh. Quỳnh Trung có thể kể cái câu chuyện mà lúc trước là vợ của anh Nhân Hoàng liên hệ với mấy anh em như thế nào? Có nghĩa thì khi mà anh em đến đây hỏi ra mới biết được một điều là cái này thì em xin phép anh Hoàng được kể lại luôn nha. Cách đây khoảng cũng chắc là chưa tới 1 năm đâu, là bà xã của anh á, có nghĩa là vợ anh nè, có liên hệ với em, bảo rằng là muốn xin tiền để chuộc con. Thì thời điểm lúc đó thật sự thì bên kênh YouTube của em cũng khó khăn, cũng không biết cách làm sao. Em có nói là bây giờ chị muốn chuộc con gì đó thì chị liên hệ chính quyền địa phương, hoặc là chị liên hệ với lại cái người mà nhận nuôi con của chị để xem bàn bạc như thế nào. Thì chắc là thời điểm lúc đó là anh cũng biết cái giai đoạn đó đúng không anh Hoàng ha? Dạ, đó là chị có liên hệ em để giống như xin tiền chuộc con. Có nghĩa là người con của anh là chị nuôi không nổi chị cho hay là sao anh Hoàng? Lúc đó nói chắc nuôi không nổi, nói chung là nuôi không nổi đi, còn Dạ. lúc đó nó cho là cũng liên hệ với mình, nó cho người ta rồi mình cũng không có đồng ý nữa, Dạ. rồi cái tình cờ bữa đó mình nó sao á, nó bị xui hay sao đi biển được đâu 1 tuần vậy đó, là nghe nói ở đây sinh này, đây Dạ. là cũng là sinh con á, Dạ. rồi cho nên mình không đi bắt về được. Dạ. Nhưng mà anh có liên hệ được với chị là lúc đó là hoặc là liên hệ với lại cái người nhận nuôi không anh Hoàng? Không không có liên hệ được, tại cũng có người báo á, Dạ. người đi thăm báo lại cho mình biết thôi, Dạ. chứ mình không có liên hệ được cái vợ chồng vợ mình. Tại vì thời điểm đó chị liên hệ để liên hệ với em để giống như là một cái lời cầu cứu vậy đó, tại vì chị nói là chị đã hối hận. Thì không biết là vợ của anh tên gì anh Hoàng? Thì biết ngoan. Bé Hoang ha, không biết là chị Hoang khi mà tụi em chia sẻ video này chị có nghe được hay không. Nếu mà chị nghe thì chắc chị cũng biết thời điểm đó là chị có liên hệ với kênh YouTube của mấy anh em để giống như là xin xin tiền chuộc con. Nhưng mà lúc đó là tụi em nói là bây giờ chị phải liên hệ chính quyền địa phương với lại là liên hệ được với cái người mà nhận nuôi con của anh Hoàng đó, thì xem như thế nào tụi em mới tính được. Nhưng mà không biết sao qua cái thời gian đó rồi cũng không có liên lạc rồi nên kia, thì tụi em cứ nghĩ là chắc là bên kia người ta trả con của chị lại rồi. Thì dĩ nhiên đó là người con của anh, là gái hay cha anh Hoàng? Gái Là con gái anh ha. Dạ. Vậy là lúc mà chị bỏ anh với lại anh cu tí này đi là lúc đó có bầu 2 tháng, là có bầu 2 tháng rồi. lúc nó đi, nói chung là đi 2 tháng rồi xong nó điện cho mình á, nó nói có bầu 2 tháng rồi. Nghĩa là lúc đi là chưa có bầu, lúc rồi sau 2 tháng mới điện về báo là có bầu. anh ơi em có bầu 2 tháng rồi, là nó giống vậy đúng không? Mà sao lúc đó cái thời điểm nó khó khăn mà chỉ không không điện cho anh trước để cho anh nuôi mà đi cho anh ta trời? Lúc đó cũng không có tiền để mà sinh đẻ đó, không Dạ. cho. À, em hiểu rồi. Có nghĩa Nghĩa là xin tiền là để đẻ trước, xin Dạ. tiền để nằm viện trước. Thật sự lúc đó là bên kênh YouTube của em có má Hương á, má Hương là chuyên nhận nuôi những trẻ mồ côi cơ nhỏ. Đó là má giúp, có nghĩa là má 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 nuôi đỡ đầu, rồi khi nào mà cuộc sống nó đỡ, nó có điều kiện thì anh chị có thể nhận nuôi bé lại bình thường. Nó nhưng mà thời điểm lúc mà vợ anh liên hệ cho tụi em á, lúc đó là đã cho rồi, cho nên là tụi em không còn cách nào để mà tính nữa. Lúc đó tụi em cũng nói được phải chi, nhưng mà là chị liên hệ trước á, thì tụi em có thể liên hệ với má Hương là anh chị có thể gửi trên má Hương là được rồi. Giống như hiện tại mà con của anh về này em cũng trình bày thiệt, nếu mà
anh bận đi làm hay là này kia đó, thì anh có thể gửi chỗ má Hương để má Hương chăm sóc đồ nuôi đó, anh có thể đi làm nó vậy. Nhưng mà giờ là cái cuộc sống hai cha con anh sống ở trọ này thì mình đủ sống chưa anh? Cũng đủ sống, tiết kiệm lại. Dạ, tiết kiệm lại. Rồi hàng ngày anh đi làm, anh đi làm bằng phương tiện gì? Nó xe Honda. Dạ. Mà nãy em vô em có hỏi trước là giờ xe giấy tờ rồi cầm hết là sao, anh kể lại cho bà con mình nghe nha. À, cái giấy tờ cũng như là bán ghi số rồi trước rồi lỗ á. Dạ. Rồi không có tiền bù cho người ta rồi người ta giữ rồi giấy tờ. Cũng rồi, là thiếu người ta lại 3 triệu mấy á. Rồi cầm luôn chiếc xe luôn. Xe cầm bán luôn rồi. Bán luôn rồi. Rồi giờ mượn, xe đó anh đi làm. Mượn xe nhỏ em. Dạ, mượn cái chiếc Sirius tàn á. Có chạy đỡ rồi. Dạ. Nhưng mà trước đó là anh đi làm hộ là anh làm thợ chính là mình chỉ là phụ thôi anh Hoàng. Phụ à. Phụ thôi. Dạ, rồi cái thời gian mà ảnh là giống như anh Lộc phụ hộ thời gian đầu vậy đó anh Ngân. Có nghĩa là vừa làm vừa ghi hình để cho cô chú chị xem. Dạ. Trên TikTok. Thì nãy anh kể đó là từ lúc đó là mới bán duyên với TikTok xong rồi bắt đầu chuyển qua bán hàng như ngày hôm nay. Phải chi mà lúc đó mà biết TikTok sớm là TikTok mà sớm hơn là vợ đâu có bỏ đi đâu đúng không? Chắc vậy quá. Nhưng mà chắc là giờ là vợ anh xem TikTok anh là thấy là chắc là hối hận rồi đó. Cũng muộn rồi. Cũng muộn rồi. Dạ. Ví dụ bây giờ là vợ dắt con về như thế nào anh Hoàng? Không cho về. Tại lúc đó mình đi năn nỉ nhiều lắm mà. Dạ. Đi vô bển năn nỉ cũng như là mình giăng xin quay về với mình đó. À. Thậm chí mình nói chung là quỳ lại luôn á. Quỳ lại luôn. Trời ơi. Mà bên bản không chấp nhận. Có nghĩa là anh đi lúc đó anh có đem cương này theo không? Có chứ. Đi là hai hai cha con đi qua bển để quỳ lại bên vợ mà bên vợ không chấp nhận. Ôi. Nhưng mà nãy anh nói là bên vợ giờ làm giấy từ luôn à. Từ rể từ cháu ngoại luôn. Nghĩa là không chấp nhận cha con anh Hoàng. Hồi trước cũng thường thường vô hoài mà bây giờ không có vô nữa. Giờ không có xe. Chứ cũng thường thường vô kêu về đó mà không về. Dạ. Giờ nghĩ đi luôn rồi bỏ luôn. Dạ, bỏ. Tại mình còn thương rồi, lúc đó mình còn thương hoài à. Nhớ này cái sợ này không có mẹ lớn lên á. Dạ. Thấy tội nó. Thấy tội nghiệp con ha. Nhưng mà thời gian đầu mà chị bỏ đi như vậy thì chắc là cũng gối lắm anh Hoàng ha. Gối tại vì lúc đó là nói chung là không có gì trong tay luôn á. Lúc đó là mà bỏ đi mình đâu biết làm gì đâu. Vì lúc đó đang lo lắng cũng như tiền sữa tả nó thường ngày đó. Yeah. Lo lắm. Rồi từ từ quen được một người cũng như giới thiệu mình đi bán cái số á. Yeah. Cũng ngày cũng đầu tiên bán được 80 ké thì từ từ nên quen người ta cho bán 120 cũng như là một cây á. Yeah. Rồi cũng thấy cũng ổn định. Rồi bán ghét đi bán càng ngày càng bán nhiều lỗ luôn. Lỗ luôn. Từ từ bán hai cây hoài lỗ tới giờ nghỉ bán. Mà thời gian đầu là hai cha con đi vậy rồi mình về mà thấy con vậy cũng xót anh Hoàng á, không có mẹ. Lúc đầu là cũng có liên hệ chị để năn nỉ về mà không được anh Hoàng. Có liên hệ, rồi có đi vô chổng đó thì ta không chấp nhận nữa. Nghe anh nói cái câu mà anh phải vô chổng anh quỳ lại, anh quỳ lại anh đi gian sinh để cho con có mẹ. Nó thật sự xót luôn cô chú anh chị. Tuy cô chú anh chị lúc nào cũng thấy anh Hoàng trên mạng là tươi cười vậy á, thật sự là cái phía sau ảnh nó còn một cái câu chuyện nó dài lắm. Nhưng mà một cái người đàn ông mà bước qua được cái giai đoạn nó thật sự cũng khó lắm. Vợ đi. Dạ. Mà vợ đi thì phải sanh con mà đem về cho chồng nuôi cũng được, vợ đem cho con người khác. Dạ. Rồi bây giờ bên vợ lại từ luôn không chấp nhận, đến mức mà cha con phải đi vô trong đó quỳ lại gian xin để vợ quay trở về mà vợ cũng không chấp nhận cái điều đó. Trong tại bên bản thấy mình nghèo đó, rồi không đủ khả năng nuôi con của người ta đó cho nên bỏ luôn. Bởi vì người ta nói thượng câu là nghèo là một cái tội anh. Đúng ra nếu mà bên vợ anh Danh Hoàng biết á, là phải thương anh Danh Hoàng nhiều hơn. Dạ đúng. Tại vì chị á, đã có hai người chồng trước và bốn đứa con. Một người đàn ông bao dung như vậy, chấp nhận phóng vô để lo cho vợ và bốn đứa con không phải là con của mình. Nhưng mà thời gian sau thì
Dạ anh Hoàng cũng cái kiểu như là chứng nào tật nấy anh Hoàng. Những chắc gì quá. Dạ. Tưởng đâu là hai đời chồng mà trước rồi thấy ấy cũng thay đổi tính tình này kia gắn làm ăn đó. Dạ. Thấy vậy mình cũng thấy thương. Mà đến sau một thời gian sau cũng vậy à. Dạ. Nhưng mà thời điểm em hỏi thiệt nha, thời điểm mà anh ở với vợ anh vậy rồi mình có rượu chè hay là hút thuốc đồ này kia giống như là ăn nhậu được không mà? Không có hút thuốc nhưng mà nhậu cũng có nhậu lai gai lúc dạ. Con đi làm này kia, thứ nhật này kia cũng nhậu dạ, thứ bảy này kia, kia ha. Làm hồ thì cô chú cũng biết rồi, cuối dạ. Tuần thì nhậu. Mấy ông thầu thì ngộ lắm, cuối tuần phải uống một hai lon, hai ly rồi người ta mới trả lương. Dạ. Phải vô ngồi đó đó, rồi uống một hai ly người ta mới phát lương cho mình. Nhưng mà chỗ anh Hoàng chắc là anh em mình chia sẻ cái video này là bà con thấy anh Hoàng cái cuộc sống hiện tại là chắc là muốn có một cái công việc gì là giới thiệu cho anh Hoàng làm liền á. Thật sự mình không biết cái tương lai là sao nhưng mà hiện tại nhìn người không sai đâu cô chú anh chị. Chỗ anh Hoàng này rất là giống ở chỗ anh Vinh Tôn. Dạ. Cũng người đều là người dân tộc. Yeah. Cũng vợ bỏ, cũng gà chống nuôi con. Nhưng mà cái kêu bằng cái tính thật thà, cô chú anh chị mình xem video cũng thấy rồi đó. Mà bươn chải gà trống mà bư mấy năm nay anh Hoàng ha? Năm mấy rồi? Năm mấy nay rồi. Thời gian đầu là anh kể là phải, không có cái gì chứ ở nhà trọ mà anh kể là anh ở là người ta đuổi anh là đi được mấy xác nhà trọ rồi? Ba xác nhà trọ đó hả? Lúc đó mình không tiền đóng sao anh? Không tiền đóng rồi lúc trước không đi làm được á, đuổi rồi hai cha con sắp đầu đi được nửa tháng người ta đuổi nói là ở là một tháng rồi cuối tuần ít cuối tháng rồi đóng tiền. Rồi cuối tháng đi làm không có được cũng như là không có nghề làm á. Dạ. Đi xin hồ làm hồ cũng không có. Rồi nói không có tiền ta đuổi mới đi bên này. Rồi khăn gói đi. Nhưng mà hiện tại là anh ở nhà trọ này là một tháng anh đóng bao nhiêu tiền? Mới vô tháng đầu tiên thì đóng 800. Dạ. Mà đến khi mà không có việc làm cũng như là đóng không kịp một tháng á, không có dạ. Tiền á. Rồi mới đóng lại hàng ngày, ngày 35.000. Ngày 35.000. Đóng tháng mà mình không lo nổi thì mới đóng ngày cho người ta. Dạ. Một ngày là anh đóng 35.000 nè cô chú anh chị. Tiền đi học của con cu tí, ăn uống rồi nãy kia của con nhỏ không á thì cho thêm 100.000 nữa đi. Ừ. Là 135 rồi. Tiền điện chưa tính rồi. Rồi ảnh ăn uống rồi nãy kia thì một ngày nó cũng đi đứt 200 mấy rồi. Mà ngày nãy nghe anh nói là anh bán ở trên mạng là ngày có 100 mấy là cao nhất rồi. 100 mấy. 100 mấy là cao nhất rồi. Thật sự dạ thu nhập không có nhiều đâu cô chú anh chị. Chứ nhiều khi là cô chú anh chị mình xem trên mạng nói ồ anh này anh Vinh Hoàng này là một TikToker rất là nổi tiếng. Bán hàng chắc là dữ lắm. Nhưng mà thật sự cái hàng đó là ảnh chỉ bán rồi ảnh người ta chia sẻ doanh thu ảnh đơn ví dụ 10 mấy 20 ngàn thôi, nó không có nhiều. Ví dụ như anh bán một cái đơn hàng nào đó như cái sản phẩm như ví dụ đi là mật ong. Một khách hàng họ mua mật ong là họ xài rất là lâu. Lâu lắm họ mới mua thêm một lần nữa. Thì một đơn như vậy thì ảnh lại nó là hai đơn mới được 100 mấy 200. Vậy tính ra thì một đơn có mấy chục ngàn thôi. 100 ngàn gì thôi. Nhưng mà cũng may cho ảnh là khi mà ảnh làm cái TikTok đó thì được bà con mình đón nhận, cô chú anh chị mình thương, có nghĩa là giờ đi ra đường là ai cũng biết anh Vinh Hoàng đúng không? Em thấy có mấy người đây người ta thấy biết cái đúng ra dạ. Đúng ra là Vinh Hoàng này là còn nổi tiếng hơn Vinh Tôn. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Anh có biết Vinh Tôn không? Có xem không? Không có xem tại vì lớp này làm với cái bên TikTok này. TikTok ha, không có thời gian anh ha. Dạ. Với lại mình lồng tiếng trong cái video của mình nó hơi lâu lắm. Một dạ. Cái video một phút mấy là mình lồng tiếng có thể là 3 tiếng. Tại mình không có biết chữ với mình ghi trong giấy sẵn để mình đọc đó. À là anh không biết chữ nữa. Dạ. Một tiếng mình suy nghĩ cái câu nào không biết chữ nhiều chứ không phải là nói không biết chữ rồi mình phải ghi ra giấy đó là mình không biết chữ gành như người ta đúng không? Chứ còn nói không biết chữ mà ghi ra giấy thì cô chú anh chị lại là nói mình cái nghĩa là biết nhưng mà ghi không gành. Không ghi không cái chữ ghi trong giấy mà đọc không được, còn cái chữ in trong điện thoại đọc được. À chữ viết trong điện thoại. Là phải viết trong điện thoại. Nhưng mà đó anh học được lớp mấy? Không có học. Là chưa có qua trường lớp gì hết. Gia đình 8 người không ai học. Anh là 8 người anh em.
Nhưng mà hôm bữa em thấy anh quay chia sẻ TikTok là anh còn một người mẹ già hiện tại là đang ở với em gái anh á. Dạ. Là mất cũng 3-4 năm rồi. Còn mẹ già cũng bị bệnh tai biến đúng đi hết nữa người cũng 3 năm mấy nay đi không được. Là mẹ anh. Rồi ở hiện tại là ở với em gái cho nó là ở nhà của mình hay là sao anh? Ở nhà nhỏ thằng em Út ý gì? Ở nhà của chồng của nhỏ em Út cũng như là bên chồng á. Dạ. Ở nhà bên chồng. À, có nghĩa là mẹ anh hiện tại đang ở nhà của Suya. Dạ, đúng rồi. Ở nhà của Suya. Là ở với em rể, là em rể còn cha còn mẹ. Đúng. Còn mẹ không à, cũng mất cha. À, vậy là em rể cũng còn gia đình đầy đủ. Thì bên gia đình mình đơn chiếc, em gái mới nuôi luôn mẹ. Đúng rồi. Nhưng mà hiện tại anh ở nhà trọ này thì cũng đâu có rước mẹ anh về ở được hả? Không, tại vì công việc chưa có ổn định với lại lần nuôi này không nuôi còn không sẽ nè. Nói chung rước về thì cũng không chăm sóc được, để bên đó có em gái chăm sóc thì ít nhiều thì cũng đỡ được phần. Trời ơi, mấy nay anh uống hết bình sữa ngủ rồi. Cũng dễ ngủ, để giờ uống sữa là ra đó nằm vậy đó hả anh Hoàng? Cái mền này nè, cái mền này không à. Cái mền nó là sao anh? Nó mỗi lần nó ngủ là kiếm cái mền nó mới nó chịu ngủ. Đứa nào nó có dạ. Cái báu vật riêng của nó vậy. Nghĩa là kêu bằng cái mền lông mà nó xe nó ngủ anh ha. Có chỗ anh còn cái mền nó với cái mền này nó không chịu nè. Chỉ dạ. Là cái này thôi. Nó phái mền lông đó. Đi đâu cũng vậy, khi đi nhà nó chơi phải gói cái mền thêm. Dạ. Rồi em thấy cái niệm này là được ai tặng đây chứ lúc đầu thấy đâu có niệm đâu. Niệm bên chỗ này ta về đi á, ta tặng. Dạ. Nói chung là xài đồ khuyến mãi, đồ tặng đồ nhiều. Ở đây người ta tặng nhiều lắm, cái bàn đó người ta cũng tặng. Cũng tặng không. Đó, thì hôm nay là cho bà con mình xem mà anh Danh Hoàng là anh tậu được cái tủ lạnh nè. Có nghĩa là làm TikTok là dư tiền mua tủ lạnh hay sao anh? Cái này mua trả góp. Ủa, mua trả góp luôn hả? Làm hồ, trả trước 900. Cái tủ lạnh bao nhiêu tiền? 5 triệu 9. 5 triệu 9 mà anh trả trước bao nhiêu tiền rồi? 900 ngàn là còn tới 5 triệu nữa. Này mình đóng hàng tuần. Đóng hàng tuần hả? Trời ơi. Ảnh mua cái tủ lạnh, có nghĩa là mua tủ lạnh để trữ đồ ăn đồ cho mấy cha con đó anh ha. Tại mình không có thời gian đi, khi trời mưa gió này kia mình rước nó về cái đồ sẵn mình nấu ăn. Dạ. Theo anh Danh Hoàng là mình muốn là tiếp tục bán hàng trên mạng hay là mình tìm cái công việc gì khác anh Danh Hoàng? Bây giờ công việc cũng chưa có thì bây giờ trước tiên là mình bán hàng trước đi. Khi nào có công việc nào phù hợp với mình thì mình sẽ đi làm. Bán hàng á, nếu bán hàng trên mạng thì mình có muốn phát triển hơn không hay là như thế nào? Cũng muốn chơi, cũng gắng làm clip để cho mọi người xem nhiều rồi mọi người theo dõi. Thế là mình bán có nhiều mặt hàng á. À, mặt hàng cũng mình không có biết chữ cho nên cũng khó mấy cũng, mặt hàng khó để anh có thể là hạn chế mặt đó, có nghĩa là giống như anh em mình thì gần anh em mình có thể tự mình đưa cái đơn hàng lên trên TikTok shop, còn ảnh thì ví dụ như ảnh chỉ có ghi cái giỏ hàng của những cái doanh nghiệp khác để lên bán thôi. Để chia sẻ liên kết đi. Dạ, chia sẻ liên kết. Thì hưởng hoa hồng của chúng chị cái đó thì không có bao nhiêu. Dạ. Trời ơi, hai cha con là cô chú anh chị mình xem trên là dọn dẹn chỉ có mấy bộ đồ cho thằng cu tí cũng có mấy bộ à. Rồi tả là bé là còn mặc tả ban đêm á sao anh? Còn. Dạ. Mà em hỏi thiệt nè, thu nhập mình vậy rồi có bữa nào, có đợt nào mà cha con anh phải nhịn đói chưa? Có một đợt nhịn đói hên lặng. Không có tiền rồi đem giấy tờ, cũng giấy căn cước của mình á. Rồi dạ. Đem đi cầm, đem đi mua sữa cho nó. Có nghĩa là đỉnh điểm bữa đó là hai cha con anh nhịn đói luôn. Nhịn đói. Rồi. Có bữa mà tới giờ là có cơm ăn. Dạ. Lúc trước chưa có đi làm hồ được đó, xin dạ. Việc làm chưa có. Rồi dạ. Mấy cũng hết đường. Là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà kêu bằng nó gối ghém. Lúc đó cũng mới về đây đi ở nè, chưa có quen ai đó. Cho nên ở cũng đây thì không quen ai, bên dạ. Vợ thì không chấp nhận, dĩ nhiên là không chấp nhận là không có nhà giả được. Còn bên ruột của mình thì cũng đơn chiếc nữa. Bên em gái thì bắt nuôi mẹ. Cũng khó khăn. Mình đâu có nhờ giả gì được. Nhìn nhỏ thấy con gớm nước mắt anh. Bươn chả với cha mà kìa. Ảnh giờ này ảnh phê ảnh ngủ kìa. Để mình đứng lên chút xíu quay cho cô chú anh chị mình xem. Là dạ. Mình sửa xong rồi lăn nó nằm rồi cô chú gì. Vậy là nằm ngủ rồi đó anh. Ờ anh Ngân thấy cái hàng lông mi đủ tiền luôn không? Ủa ngày là giống mẹ là anh mà. Giống mẹ gì?
giống y chang mẹ luôn anh ha. Y chang. Rồi cái trời ơi anh nằm. Thường thường mình bán, mình like bán hàng vậy cháu nó có quậy gì không anh? Hay là mình cứ dỗ nó ngủ chứ? Dỗ nó ngủ. Nghĩa là cái lịch của anh là anh live stream là lúc mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ tối hàng ngày luôn hay là sao anh? À, nhiều khi nhóc nó ngủ thì quay 10 giờ, ấy live 10 giờ sáng. Quay 10 giờ. Nhiều khi cũng bán được một ngày, cũng bán được đơn 2 đơn. Dạ. Yeah. Cái ngày nào mà anh bán nhiều đơn nhất là khoảng bao nhiêu đơn anh ạ? Nhiều đơn nhất cũng cỡ 5 đơn với lại. Ờ, là một ngày là nhiều nhất là 5 đơn. Ừ. Nếu con quay bằng ngày luôn thì cỡ 7-8 đơn. Nói chung là like nhiều là bán được nhiều đúng không? Nhầm khi không được đơn nào đó. Nhầm khi like cái này mà ông này cũng like hai đêm là một ngày nữa là không được đơn luôn á. Nhưng mà anh Hoàng anh có cái khiếu. À, bà con mình xem trên TikTok là biết anh Hoàng rồi, anh có cái khiếu nhìn nó hài, tuy là cái cuộc sống nó khó khăn nhưng mà với cái phong cách mà làm tiếng của ảnh nó kiểu như nó mộc mạc mà nó vừa thật mà nó vừa hài. À, cô chú anh chị mà xem TikTok nhiều là chắc cũng biết là anh Danh Hoàng là Danh Hoàng nè, gọi gì Danh Hoàng shop nữa hả? Mà sao em thấy anh tạo nhiều nick quá là sao? Cái nick shop là nick bên cũng như TikTok Seller á, cũng nhận. À, bình thường này là cái tên chính của mình làm Danh Hoàng 68. Dạ. Còn cái mình tạo cái shop mình để tên Danh Hoàng 68 là ý gì? Tạo cái shop mình để shop Danh Hoàng. Cái à. Cái nó về cái gì liên kết quá là nó thành thành shop Danh Hoàng luôn. Có Danh Hoàng lấy hai nick luôn. Dạ. Ảnh kiểu như là không có dành về chữ nhiều nhưng mà ảnh còn làm được cái phần này. Còn riêng mình là ví dụ mình TikTok mà riêng vỏ hàng là cũng phải là em lún luôn rồi đó. Cái vụ đó thì nói chung là tụi em chỉ làm YouTube thôi. Nhưng mà hy vọng là hôm nay tụi em đến quay á là có duyên thì tụi em biết được những cái phần nào tụi em hướng dẫn anh sau này anh làm YouTube giống như chia sẻ cuộc sống của cha con á thì ít ra cái thu nhập nó cũng đỡ hơn, rồi mình vừa làm bên TikTok mình vừa làm bên YouTube luôn cũng được, nó cũng có thu nhập. Nói chung là nhiều khi bà con cô chú anh chị mình thương á thì cái thu nhập mình cũng có đủ này kia để mình lo cho con của mình. Còn vợ thì chắc là không có tương lai để quay về nữa. Không có tương lai. Yeah. Lúc khó khăn thì bỏ đi, tới nữa tới bây giờ mình thấy vậy cũng quay về cũng không cho về. Yeah. Nhưng mà thấy cái cảnh của ảnh mà ảnh ẵm đứa nhỏ đi ra ngoài đường mà ảnh quẩy cái cặp vé số thấy xót lắm, ngồi ngoài đường bán vé số. Thì lúc bán là cũng ẵm con theo. Đúng rồi. Lúc đó đâu có tiền đâu gửi giữ rồi đúng không? Gửi người ta cũng không giữ, nó nhỏ quá. Chứ mới có 10 tháng. Đi có gửi nhưng mà người ta không có giữ, cho nên ép buộc đi bán số. Yeah. Từ khi biết tiếp xúc nhiều với cộng đồng mạng trên TikTok nè, bắt đầu trang trí nhà cửa lại có cái góc để mình like cho đúng nó rồi, đẹp. Mấy cái này là ảnh như là mới làm rồi lại hết là mới nhìn thấy mà. nó nhìn thấy có nhưng mà gọn gàng nha. Ở đây là cái mẫu người đàn ông mà kêu bằng mà lý tưởng luôn á. Tuy là đàn ông nhưng nhà nãy giờ mình vô ngồi rất mát lạnh đây coi chú chị. Dạ. Sạch sẽ dạ. Con chơi thì cái này là anh nói là cũng nhiều cô chú chị trên TikTok ta gửi tặng cho bé đúng không? Đúng rồi. Dạ. Gửi nhiều đồ chơi với lại tã sữa này kia. Nói chung là trên cái nền tảng TikTok á là anh cha con anh Danh Hoàng là được rất là nhiều cô chú chị thương rồi. Thì hôm nay tụi em tới đây cũng muốn lan tỏa nhiều hơn trên bề mặt của YouTube để nhiều cô chú chị giúp đỡ cho hai cha con kiểu hoàn cảnh và chống nuôi con. Đây là một trường hợp nó còn kiểu như bi đát hơn cha con bi đát tôm. Dạ, bi đát hơn nhiều á, bao dung nhiều hơn. Dạ. Kiểu như là biết một cái người vợ của mình á là trước kia đã có hai người chồng rồi, có bốn đứa con rồi, mà anh lại phóng vô anh chấp nhận nuôi bốn người con của vợ, sau này sanh con ra rồi xích mích gì đó mà bên vợ từ luôn, không chấp nhận, ghẻ cũng không chấp nhận cháu ngoại. Nói chung là bây giờ là cái cuộc sống của anh Hoàng là nó đỡ hơn trước rồi. Nhưng mà đỡ gì đỡ thì cái cuộc sống mà nhà trọ là mình vẫn còn ở, vẫn còn đeo thôi. Yeah. Nhưng mà anh Hoàng nè, thật sự em hỏi anh nha, anh khi mà anh làm vậy rồi, khi mà mình đi, mình ngủ rồi này kia, anh có ước mơ gì cho cái tương lai của mình, cho gia đình mình, cho con mình không anh Hoàng? Không, chứ cũng có nói ở trong cái TikTok có nói ước mơ là chỉ là con nguyên đắc
rồi cắt một cái nhà nhỏ nhỏ bé lớn đây nè. Ở cho hai cha con khỏi cần đóng lo, khỏi cần lo đóng tiền trọ hàng tháng á. Rồi rước mẹ về ở luôn để chăm sóc anh Hoàng ha. Dạ. Ở có nhà mình rước ngày mẹ mình ở để khỏi mất công ở bên nhà mà xui gia khó lòng. Đúng rồi. Thật sự khi mà cái hoàn cảnh của anh Danh Hoàng này kể ra là nó bi đát luôn cô chú anh chị. Cũng hy vọng là cái ước mơ của anh sẽ sớm thực hiện được, nhưng mà để thực hiện được thì cũng rất là mong cô chú anh chị mình sẽ chia sẻ cái video của mấy anh em đăng này. Yeah. Hoặc là cô chú quý mạnh thường quân mà có xem trên TikTok thì trước đây nếu mà cô chú anh chị mình xem trên nền tảng TikTok thì cô chú anh chị mình cũng chưa có hiểu gần về cái hoàn cảnh, tại vì cô chú anh chị mình xem trên đó là những cái mảng miếng cái hài của mình thôi, thì người ta cũng kêu bằng chưa có hiểu hết được cái hoàn cảnh á. Thì hy vọng là cái video này mấy anh em chia sẻ hôm nay là sẽ đủ những cái chi tiết để cô chú anh chị mình biết đến hoàn cảnh của anh Danh Hoàng đây, là gà trống nuôi con nó. Rồi hy vọng là sẽ được cô chú anh chị mình thương đón nhận để giúp cho anh cái miếng đất. Nói chung là nó trong nông thôn cũng được, miếng đất nó cũng không có nhiều tiền đó, rồi cắt cây nhà tiền chế nhỏ nhỏ cũng hy vọng anh ha. Yeah, hy vọng. Thôi mình cứ nuôi cái ước mơ đó. Mình sống mà mình phải có ước mơ chứ đâu thể nào. Rồi tương lai của mấy đứa nhỏ nữa. Thì bây giờ thôi giờ kiếm vợ đi, cho vợ về lo cho thằng cu tí. Giờ cũng chưa đâu, cuộc sống chưa ổn định. Không dám à, không dám yêu ai hay sao anh Hoàng? Một thì mình còn kinh tế của mình chưa có ổn định, với lại còn khó khăn á. Hai con mình còn nhỏ quá, nó chưa biết gì. Nếu mà gặp hên gặp người thương biết thương thì đỡ, gặp người không biết thương hên á là gặp người thương con mình thì đỡ nha. Đỡ. Còn xui xui thì nó khó khăn xíu nữa. Thế là bây giờ mấy anh em muốn biết là mình giờ là có cái mối tình nào chưa hay là chưa dám? Dạ. Sợ gặp người như vợ như mẹ của con bé nữa thì khổ nữa ha. Chắc phải đi quỳ lại thêm lần nữa thì khổ anh hả? Dạ. Thì mình có cái kiểu như mà nãy giờ nói là bên ngoài đã từ luôn rồi. Không hiểu sao nếu mà giận anh đã đành, tại sao lại giận luôn con anh? Hay là từ luôn con anh? Cũng như là bên ngoại là đi lên chỗ, cũng như là mình đi vô chỗ hoài đó. Làm phiền người ta, cũng như là mình đòi bắt con mình về đó. Rồi người ta cũng như là không cho bắt, cũng như là kêu đi tới công an đi, kêu công an giải quyết. Rồi mình làm hai tờ giấy gửi đến công an mà công an cũng không giải quyết. Là sao công an không giải quyết cho anh mà? Đấy là nói mình không có giấy kết hôn á. Có nghĩa là tuy lúc đó là cái cuộc sống của anh khó khăn nhưng mà anh vẫn đèo bồng đứa nhỏ này vô trong kia để đòi thêm đứa con xa của mình để về nuôi. Nhưng mà không được chấp nhận. Tại mình không muốn bỏ con mình. Không muốn bỏ anh ha. Khổ cái nào khổ cũng không bỏ anh. Rồi hiện tại cái đứa nhỏ kia ở đâu anh biết không? Không. Không biết luôn. Vợ cũng không nói luôn. Không nói, bên bệnh cũng không nói, mà hỏi xóm ghiền cũng không nói, ta không dám nói. Lúc trước hỏi vợ thì nói ở Gạch Giá. Còn mẹ vợ nói ở trong xóm, còn có người nói ở cũng Gò Quao đó, mà cũng không biết ở đâu. Cũng đau lắm anh Ngân, tại vì con của mình mà biết, không biết thôi chứ mà biết con của mình rồi mà vợ lại làm vậy nữa. Chứ cũng có nói là cũng như là chỉ ở đâu đi rồi đi chuộc, tại lúc trước tính là gửi này là đi ghe. Mà tao không chịu. Không, không, chị không chịu chỉ luôn hả? Tại đi ghe kiếm tiền chuột á. Cũng như là bên bực mẹ đó, mẹ vợ không mà bà đứng ra bà ấy không á. Đây là con vợ nó không nói gì chứ. Mẹ vợ là đứng ra là làm mọi thủ tục đó cho đi nù này nọ là mẹ vợ làm hết. Nhưng mà có thời điểm là chỉ gọi cho mấy anh em là xin tiền để chuột, nhưng mà anh bỏ ra tiền đi chuột thì chỉ là không chịu. Hồi đợt đó là chỉ nói, chỉ chắc là không biết là chỉ với anh này có cự cãi gì không, chỉ nói là chỉ hối hận gì đó, rồi chồng chỉ về quậy, chỉ có nói gì, rồi chỉ muốn tìm, chỉ không phải nói là xin tiền nữa, chỉ nói là nhờ em để đến giúp liên hệ với lại bên kia, chứ chỉ không nói là xin tiền nha, đó, chỉ nói là nhờ em đến nói với bên kia mà bên kia ở đâu chị cũng không biết nữa.
chỉ nói vậy thôi, sợ nhiều khi là không biết sao cho thì phải biết chứ sao không biết. Tại được nói dạ. Anh nghĩ là bây giờ là chắc anh Vinh Hoàng cái điều mong ước nhất là muốn biết tung tích của con mình ở đâu. Đúng rồi, muốn biết. Dạ, chứ không phải là cái cuộc sống bây giờ thì nó cũng tạm ổn thôi chứ nó không dư giả gì. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là đang mong biết được coi vợ mình cho con mình đi chỗ nào rồi. Nhưng mà có giây phút nào anh có nghĩ tới bé kia cuộc sống làm sao rồi giờ ba lớn rồi gương mặt sao đó anh Hoàng? Không biết mặt mũi sao. Dạ. Giờ cũng nói chung thường ngày nào cũng vậy, ngủ nhớ hoài. À. Cũng như là mong ước được gặp con. Tụi em cũng hy vọng là nếu mà video này sẽ chia sẻ lan tỏa rộng á thì có một cái phép màu, một cái cơ hội nào đó để tuy là không gặp mặt được nhưng mà ít ra thì một cái cuộc điện thoại gọi video qua để cho ảnh nhìn mặt đứa con gái ảnh cũng được. Đó là nếu mà cái người mà nhận nuôi bé có lòng á thì sẽ liên hệ lại với mấy anh em rồi mấy anh em sẽ kết nối. Dạ. Để cô chú đó nói chuyện với anh Vinh Hoàng. Dạ. Tới nay thì bé đó chắc cũng chưa biết nói đâu, anh Vinh Hoàng chắc cũng 2 tuổi gì. À, bé này là nhiêu tuổi rồi? Bé này Tết này nó 2 tuổi rồi. Tuổi gì bé kia? Nó sinh trước Tết là 20 bữa. Vậy là chắc cũng chưa có nói chuyện hay là chưa có gì được đâu. Tại vì như thế này là cô chú anh chị, không phải là hôm nay anh em đến đây chia sẻ rồi lại phui lại cái chuyện cũ, rồi sẽ có nhiều cô chú anh chị nói là tại sao lúc trước không giúp người ta đi giờ lại đăng lên đòi giúp tụi này kia. Thật sự lúc đó là chị vợ của anh Hoàng đây chia sẻ không có rõ ràng đó, nó dính líu tới pháp luật tụi này kia là nó gắt gối lắm. Mình làm gì làm nhưng mà mình phải tôn trọng pháp luật của Việt Nam mình. Nó không có rõ ràng thì anh em không có làm được đó. Cho nên là cũng bất ngờ khi mà hôm nay đến hỏi anh Hoàng thì mới biết ra cái câu chuyện này. Nhưng mà hồi nãy vô á là có một cái chi tiết này còn thật sự là cũng rất là buồn cho cái hoàn cảnh của anh Danh Hoàng nữa, của chú anh chị. Đó là cái người con trai này của anh hiện tại là đang bị tật bẩm sinh là một bên tay không có cái lỗ tai anh. Nó bị bích lại luôn. Bích lại luôn. Dạ, chắc mình lại gần cho cô chú anh chị mình xem anh Hoàng. Cháu nó có nghe được bên đó không? Nó nghe được một bên. Dạ, nó nghe được bên anh hết. Nó chắc nghe được mà. Dạ. Bên đó đó anh. Dạ, mình đi qua góc bên đây là mình thấy nè. Đó, cô tí là cái nó một bên tai nó bị bích lại luôn. Không có lỗ luôn anh Hoàng. Không có lỗ. Mình có coi kỹ vô là nó không có lỗ anh. Không có lỗ luôn. Rồi. Mà cái tay đó là nó nhỏ hơn tay kia đó anh ha. Nhỏ. Nhưng mà cháu là sinh hoạt rồi nó kia bình thường anh ha. Bình thường. Là nghe rồi bình thường anh ha. Nghe bình thường. Cháu hiện tại là đang bị kiểu như là thời tiết nóng nực ở trong nhà trọ của chú anh chị là bị nổi ba cái gươm sảy. Rồi anh ngủ ngon lành luôn kìa. Có khi nào bé nó khóc nó đòi mẹ đồ giống như đứa trẻ khác lên rồi. Không quen rồi. Lúc trước đem về nó chỉ khóc một đêm rồi. Thế xa nó quen là quen anh luôn, bây giờ là không còn khóc không đòi. Thường người ta nói là gà mái sẽ ấp con. Anh Hoàng đây là gà trống mà ấp con, nuôi mà từ nhỏ tới giờ luôn, cực lắm của chú anh chị chứ không phải là sung sướng gì đâu. Việc làm không ổn định thêm nuôi con nhỏ nữa, cũng may mắn là có một thời gian đi làm hồ cũng được người ta nhận. Xong rồi mới bén duyên với cái nghề bán hàng online này cô chú anh chị. Nói chung cũng chưa thành công lắm nhưng mà tạm thời thì nó cũng ổn. Dạ, nó có thể là giống như chữa cháy lúc mình thất nghiệp. Giờ thì không ai nhận hồ đó thì mình có thể bán một vài đơn. Ảnh đi ghe nè, làm hồ nè, rồi còn làm nghề gì nữa không anh Hoàng? Bán vé số nè. Nói chung là ai là anh đi thuê gì mình làm đó. Tại vì không có ăn học, rồi không có bằng cấp, rồi bây giờ mà làm thợ hồ thì cũng không được thước tắt đường này kia, rồi bảo biết đường đâu đo. Dạ, đúng chỉ rồi. Có phụ thôi. Thường ngày thì không biết là bây giờ anh Hoàng là chia sẻ cho bà con mình biết trên YouTube đi, là mình live stream cái góc bán hàng mình là góc nào đây anh Hoàng? Đầu tiên ngồi lên góc này nè. Dạ. Rồi góc này ngồi thấy để mặt ông này kia thấy tối quá. Rồi mọi người tối quá hang, mình cũng làm cái góc rồi cho nó ngon lành ha. Rồi cái sau này mới chuyển qua góc này.
thích ngồi ở đây nữa. Bây giờ anh Hoàng, mình bày cái ví dụ cho bà con mình xem là thường ngày anh livestream như thế nào cho tụi em xem được không? Đây. Để tụi em xem coi cái công cụ mà tối tâm của anh để mà anh làm cái này là một cái TikToker nha. Thí dụ. Ủa cái đó luôn hả anh? Lấy cái thùng đó làm cái bài. Là thường ngày đó ha. Đúng rồi. Rồi cái gian bếp của anh nè cô chú anh chị. Trời ơi, người ta có bàn ghế đồ. Chưa có đầu tư cái bàn. Dạ. Tính ra là tụi em còn phải học hỏi anh Hoàng rất là nhiều luôn đó. Thì là mỗi lần là like là mình phải chuẩn bị như vậy. Trời ơi. Số điện thoại luôn rồi cô chú anh chị. Cái này cái thùng người ta dạ. cho hả? Ờ không phải. Người ta cho còn tên đó luôn ha. Rồi đầu tư được cái đèn á anh Hoàng ha. Cái này người ta cho. Ôi rồi cũng cho luôn hả? Cái này là mua. À. Cái này người ta cho. Đó là để vậy. Nói chung là đồ nghề cũng tạm ổn để bán một ngày một hai đơn thôi, nếu mà hy vọng người bán nhiều nữa thì mình đầu tư cái chất lượng hình ảnh nè. Dạ, cái bàn cái này quan trọng là anh like bằng cái điện thoại nào. Dạ. Có cái bàn á cô chú anh chị là để là giờ trời ơi TikToker mà livestream kiểu này đây. Này bà con mà xem anh cái cảnh này là rớt nước mắt luôn á anh Hoàng. Trời like bằng cái điện thoại đó đó anh ha. Chứ cái kia hư cái màn ảnh này, hư cái gì cái cam rồi. Hai điện thoại bằng cái hư cam này, nó là ngồi với là like. Ngồi vậy. Dạ. Đấy là một cái là để nghe điện thoại của khách hàng. Đúng rồi. Còn một cái là nó còn màn hình sáng xíu là để like. Chứ đâu có điện thoại like đâu rồi mới chuột về. Là lúc chứ cầm luôn rồi. Chứ cầm nó mới chuột, mới mượn tiền nhỏ em chuột về. Mới like chừng 20 bữa nay. Mới bắt đầu like đây nè anh. Mới bắt đầu. Chứ làm cái TikTok cũng lâu mà không có điện thoại like á. Lúc trước làm cái này không à. Cái này quay camera xa quá, còn ra trước dùng không được, nó bị mờ. Có khi nào mình vừa like mình vừa cho con uống sữa không anh? Có. Chúng cái bình sữa nè, 2-3 bình nè. Pha thẳng sẵn với nó gì đó. Là hoài luôn anh ha. Có nghĩa là khi mà like á là thằng nhỏ nó quậy lên cái là mình không làm được nữa, là có ngưng không hay là vẫn để vậy luôn? Vẫn like, vẫn mình chỉ nó bằng đêm mà nó mạnh khỏe trong người nó hết sữa đưa nó lại ngủ à. Còn khi nó có xỉu trong mình nó bị không được khỏe đó. Dạ. Nó hơi quậy. Dạ. Còn bình thường nó dễ lắm. Thì chắc là hôm nay là cái video của mấy anh em mình hồi nãy giờ nó cũng khá là dài. Chắc là bây giờ là sẵn đây một cái phiên like của anh Danh Hoàng bán mật ong thì anh em mình vô sẽ thay mặt cô chú mình Thường Quân để mua mật ong ha. Nhưng mà mua mật ong này là tụi em không có lấy mật ong, tụi em chỉ hỗ trợ cho anh. Dạ, rồi giờ mời anh Hồng Ca vô trước đi. Mình đại diện đi lão làng. Dạ. Rồi xin phép mình Dung, xin phép Mr. Nhật, rồi dạ. Xin phép anh Danh Hoàng nha. Rồi đi đây sẽ bé nó thức. Thì hôm nay tới đây là một cái bữa giống như anh em mình trải nghiệm một TikToker ở ngoài đời thật sự. Nào giờ mình chưa có gặp trực tiếp TikToker. Thì hôm nay lại đây không phải là kiểu như mua mà không. Nhưng mà lại đây thì thăm hoàn cảnh của anh Vinh Hoàng, một người gà trống nuôi con, một người rất là đặc biệt. À, mình chưa có thể vô ngồi kế bên đây. Anh em mình cho anh Vinh Hoàng kiểu như là dẫn tâm hơn chút xíu nãy giờ. Dạ. Cái kiểu như là hơi bối rối xíu của chú anh chị. Nhưng mà anh rung. Dạ. Thường thường là mình like, mình ngồi nói chuyện mình nên à, không có tiếp xúc với ai. Đóng cửa lại like. Đóng cửa lại like à. Là đóng cửa. Dạ. Thì hôm nay bên kênh Hồng Ca Vlog của em thì sẽ thay mặt cô Trần Thị Mỹ gửi anh 500k để có một cái nguồn kinh phí em mua tã sữa cho bé, hay là mình có thể lấy đó làm cái vốn để mình mua mật ong về bán cho bà con. Tuy nhiên thì hôm nay em chỉ hỗ trợ chứ không phải là hỗ trợ rồi mua mật ong. Cái này là điểm hình thôi. Dạ. Cũng rất là mong thời gian sắp tới thì bà con mình sẽ ủng hộ cái sản phẩm mật ong gừng hoặc là những cái sản phẩm của anh Danh Hoàng đây. Dạ. Thì anh Hồng Ca gửi trước cho ha. Đây là của 500.000 của cô Trần Thị Mỹ ở bên Canada. Dạ. Cảm ơn cô nhiều ạ. Thì em đến đây thì em cũng có một cái món quà từ một người cô Úc Lan ở Tây Úc. Em sẽ thay mặt cho cô gửi cho cha con anh 1.000.000 đồng để anh lấy đó anh làm cái chi phí mua sữa nào nãy kia, rồi cái chi phí để nhập hàng đồ. Thời gian sắp tới thì đắp đổi anh Hoàng ha.
tụi em rất là hy vọng là sẽ còn được nhiều tình thương của quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân mình nữa để mà giúp đỡ cho anh. Hy vọng là cái ước mơ mà mua cái miếng đất nhỏ nhỏ, cái nhà tiền chế để mà có thể rước mẹ của anh Danh Hoàng về, cô chú anh chị. Thật sự khi mà thấy hình ảnh mẹ của anh Danh Hoàng đang bệnh mà nằm ở nhà, con gái nằm bên chồng á, mình cũng rất là xót. Hy vọng là có dịp nào đó thì tụi em sẽ lên thăm mẹ của anh. Thì đây em thay mặt cho cô Úc Lan gửi cho hai cha con anh 1 triệu anh Hoàng nha. Con cảm ơn cô Úc Lan ạ. Dạ. Cố gắng hơn nữa trong cuộc sống anh nha. Tụi em hy vọng thì còn sẽ rất là nhiều điều may mắn nữa nó sẽ đến với lại cha con của anh. Dạ. Như là anh Vinh Hoàng bán một sản phẩm khác nữa đúng không? Đây là nước không nhầm hả? Mật ong ngâm nhào. Nhưng mà chị về bên nhức lưng này kia đó. Dạ. Thì bây giờ nếu mà bà con mình muốn mua sản phẩm mật ong của anh Danh Hoàng nè, thì bà con mình liên hệ với lại số nào của anh? Có trong clip cho có để số điện thoại. Không nhớ số là sao? Nhớ. Anh đọc số đi, tại vì bà con bên YouTube mà xem thì có thể liên hệ với anh Hoàng. Rồi. Có gì mà mọi người vào ủng hộ mình cũng như là qua số điện thoại 0963362720 ạ. Dạ, rồi anh đọc lại một lần nữa nha. Rồi. 0963362720. Dạ. Tụi em hy vọng là mật ong thì cứ liên hệ số điện thoại anh Danh Hoàng vừa đọc. Dạ. Đây là có đủ kích cỡ hết. Như chai này là chắc một xì anh Hoàng. 350ml. 350ml chứ không tính xì như mình. Dạ. Cái này là chắc 750 quá. Cái này 500. 500. Dạ. Chai này 1 lít. Vậy chai này nửa lít rồi. Nửa lít. Thì hiện tại thì anh cứ bán những cái sản phẩm này. Sắp tới thì tụi em coi như thế nào, tụi em sẽ hỗ trợ cho anh lấy cái mặt hàng mà bột ngải đen, bột ngải chống độc á. Hiện tại bên em bán đó là cái đó, thì nói chung là cái thu nhập nó sẽ đủ để cha con của anh sinh sống. Tại vì đó là một cái thảo dược mà hiện nay là bà con mình đang ưa chuộng rất là nhiều, để mà cái sản phẩm dành cho sức khỏe đó anh Hoàng, là có uống cũng kết hợp với mật ong này. Sắp tới thì anh em sẽ xem như thế nào rồi hỗ trợ cho anh Danh Hoàng bán cái sản phẩm đó. Tại vì bên cái giống như là bên bán bên cái vỏ hàng mà những cái cửa hàng khác thì thu nhập nó không có bao nhiêu. Thật sự là vậy, thì cũng rất là mong sắp tới thì bà con mình sẽ ủng hộ thêm cho anh Danh Hoàng. Thì chắc là bây giờ anh em mình sẽ kết thúc video anh Danh Hoàng ha. Có thể nói câu nào tiếu tiếu ở trên câu tủ ở trên TikTok cho gửi cho bà con mình được không? Cũng ngại lắm. Ngại lắm hả? Cái lại ý là thường thường anh lồng tiếng là sao, có một cái đoạn nào sẵn trong đây không? Có cái đoạn nào trong máy đó hay sao? Thử một đoạn. Tại vì anh TikTok thì nó có khoảng chừng vài phút rồi. Dạ này, tại vì tụi em không có biết. Thế nghĩa là tụi em chưa có gành về bên TikTok này luôn. Dạ. Thì sẵn hôm nay là giống như là anh là sẽ một người hướng dẫn lại tụi em cái cách lồng tiếng hay là một cái cách gì đó làm TikTok để bán hàng. Nếu không phải là tụi em để dành cái chuyến cơm của anh. Dạ. Anh là ý là muốn đi trải nghiệm một lần coi một chút lồng tiếng như thế nào. Này sao ta? Này anh lồng chưa? Lồng rồi. Lồng rồi, đưa mic cho cô rồi cho. Rồi anh mở cho bà con mình xem nha. Mình sẽ review đến một sản phẩm hiện tại mình đang bán trên nền tảng. Đây chính là mật ong thiên nhiên của hoa rừng tràm, được thu hoạch ở trong rừng thiên nhiên. Mật ong sẽ chất lượng và đảm bảo cho mọi người khi sử dụng, nên mọi người hãy tin tưởng và sử dụng sản phẩm của mình. Bên mình sẽ đảm bảo an toàn, sạch sẽ, vệ sinh cho mỗi khách hàng sử dụng mật ong này. Lưu ý, mật ong này được lấy từ thiên nhiên, không có pha chế thêm những thứ độc hại khác. Một chai lớn như vậy là 1 lít, giá cả có nằm trong giỏ hàng. Kính mời mọi người vào tham khảo về giá cả. Đây chính là chai nửa lít, thích thức của nó là 500ml, giá cả có nằm trong vỏ hàng, xin mọi người hãy tham khảo. Cuối cùng đây là chai nhỏ mình mới vừa chiết ra để cho mọi người dễ mua về sử dụng. Chai nhỏ này thích thức của nó là 350ml, giá cả cũng nằm trong vỏ hàng, xin mọi người hãy vào vỏ hàng tham khảo. Hiện tại mình đang hợp tác với người em của mình để tạo ra một sự uy tín và chất lượng sản phẩm khi mang đến tay mọi người. Vì vậy hai anh em mình đã quyết định tạo một nhãn hiệu cũng như là logo có tên hai anh em mình. Sau này trên chai mật ong của mình sẽ có một nhãn hiệu, đó là tên Hoàng Tiên của hai anh em mình. Chai mật ong của mình từ đây về sau đã có một nhãn hiệu, đó là tên Hoàng Tiên. Hay quá vậy anh. Bây giờ anh nói lần đoạn anh nói ở ngoài được không? Bây giờ anh nói là anh nói. Bây giờ anh nói thôi. Bây giờ sản phẩm này anh nhìn anh nói lại cho bà con mình nghe nha.
đúng rồi. Dạ đúng thiệt. Dạ bây giờ anh nói, bây giờ anh cứ tưởng tượng là giờ không, như không có tụi em ở đây đi. Dạ sao ta. Thì bây giờ anh cứ nói mạch lạc, đây là sản phẩm mật ong gừng gì đó, anh cứ nói lại thôi. Không được. Không được. Kiểu như là dạ. Mọi người lại nói với anh đi. Dạ. Cô chú anh gì? Anh từ đây sắp tới là anh sẽ kiểu như mình bước ra ngoài cộng đồng rồi, anh sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. Anh sẽ được gặp rất là nhiều cô chú anh chị bên ngoài. Lúc mà ta mời mình lên diễn thuyết cái mà công của mình là mình phải, ví dụ như hôm nay là một bước mình sắp sửa tiếp cận với cái cộng đồng mạng rồi đó, thì mình học dần dần là vừa đó. Ý anh Ngân nói là sau này là không phải là anh ngồi trong phòng trọ mà anh trốn, anh lồng tiếng như này đâu. Mình mạnh dạn lên, mình cầm cái chai mật ong này, mình đi ra ngoài đường với hàng ngàn khán giả, hàng trăm khán giả, mình nói mạnh dạn lên, đây là mật ong gừng của gì? Vĩnh Hoàng 68 Kiên Giang. Đó, mình cứ mạnh dạn lên. Tuy nhiên thật sự là tụi em rất là nể phục anh, thật sự như vậy. Thật chất ra thì mình còn phải học hỏi ở chỗ Vĩnh Hoàng rất là nhiều. Dạ. Về cái tính kiên trì, cái tính chịu khó. Thì cũng như nãy mình Dung nói rồi, thì thời gian tới thì tụi em sẽ tìm cách hỗ trợ anh về cái phần ngải đen và ngải chống độc bên Thiền Tính Bảo. Dạ. Không phải PR nhưng mà hôm nay cũng tiết lộ luôn với anh với cô chú anh chị biết là bên em cũng đang bán cái mặt hàng này nhưng mà bán về cái nền tảng khác. Không phải vô đây để dành cái chén cơm của anh. Nhưng mà nếu mà ngải đen và ngải chống độc dạng bột á, nếu mà được kết hợp với mật ong của cha con anh Vĩnh Hoàng ở đây thì đều rất tốt, rất là dễ uống của chú anh chị. Dạ, nói chung là mình vì sức khỏe cộng đồng thôi đó. Thì chắc là video hôm nay thì cũng khá là dài. Thì Quỳnh Trung cũng như là anh Hồng Ca, cháu Mr. Nhật chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân thay mặt cho gia đình hai cha con của Vĩnh Hoàng gà trống nuôi con đây, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Úc Lan ở Tây Úc đã giúp đỡ hỗ trợ cho anh Vĩnh Hoàng và một người cô bên anh Hồng Ca, đúng không anh? Dạ đúng rồi, cô Trần Thị Mỹ ở Canada. Chân thành cảm ơn cô Trần Thị Mỹ đã giúp đỡ cho cha con của Vĩnh Hoàng đây. Dạ. Và ba anh em anh Hoàng xin hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở một cái video kế tiếp ạ. À.